Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Trong cái chuyến bay vừa rồi ở từ John Wayne Airport, tức là Orange County, thì Việt Thảo có thu hình lại được khi phi cơ cất cánh, nó gọi là take off. Từ phi trường John Wayne Airport khi cất cánh lên, thì nhờ vào cái buổi chiều đó, nắng nó rọi về phía thành phố, thành ra hình ảnh tương đối đẹp. Việt Thảo muốn cho các bạn xem lại nhé. Đây là hình ảnh phi cơ đang bắt đầu rời phi đạo, nhằm tăng tốc độ để cất cánh, nó gọi là take off. Từ phi trường John Wayne Airport ở thành phố Santana thuộc Orange County. Và bây giờ thì phi cơ đang tăng tốc dần rồi để rồi bắt đầu rời khỏi phi đạo bay lên bầu trời cao. Thì ở phía bên trái chúng ta nhìn xuống thấy thành phố bên dưới đó là Orange County. Ở đó nó có nơi gọi là Irvine nha, một trong những nơi đẹp, nhà cửa đẹp và sang trọng. Đây, hiện giờ các bạn thấy bên dưới là phi cơ ở tại phi trường John Wayne Airport. Và phía bên dưới là thành phố. Rồi thấy freeway phải không ạ? Freeway lớn. Rồi những cái ngôi nhà rất đẹp. Đây là những ngôi nhà gần biển. Để rồi chúng ta sẽ ra thấy bãi biển, nghe bờ biển. Cho các bạn thấy Huntington Beach nha, bãi biển rất là đẹp luôn. Phi cơ lên cao độ dần và bắt đầu rời xa Orange County của California. Phi cơ càng ngày càng lên cao và đi hướng ra với biển, và đây là cái hướng bên ngoài khi bọc lại chúng ta sẽ thấy được cái đảo nó gọi là Santa Catalina Island ở phía bên dưới. Hôm nay trời tương đối rõ sáng, cho nên thấy đảo rất là rõ. Lần này thì máy bay nó bay tương đối là sát với đảo hơn. Ở phía bên trên đảo cho nên chúng ta nhìn xuống rất là rõ chứ không phải là nhìn từ xa. Ở đây là cái khu vực mà tàu bè tập trung, coi như là cái một trong những bến cảng lớn của Santa Catalina Island. Đó rồi các bạn sẽ thấy một cái đường bay
ngang qua như một cái phi trường nhỏ ở trên đảo. Đây là cái phi đạo dành cho phi cơ đáp đường dài, nó đáp xuống được, chứ không phải dùng cho trực thăng, helicopter hay là chop. Đây là loại để cho máy bay đáp mà cần một cái phi đạo, cần một cái đường bay. Một trong những cái phi đạo chánh, một cái phân sân bay chánh của cái Santa Catalina Island. Đây chỉ là một phần đảo nhỏ phía đầu thôi, sẽ nối tiếp theo ngay chỗ cái eo nhỏ đi nha. Tiếp theo là cái đảo lớn hơn, lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà rất tiếc tới đây đó thì phi cơ nó lại nghiêng cánh để đảo vòng lại, cho nên chúng ta không còn thấy được nữa nha. Rất tiếc là không có tiếp tục xem hết được cái đảo Santa Catalina Island. Một trong vài những hình ảnh thoáng trong phút chốc, đôi phút thôi, bất chợt thu hình lại được, mong rằng để cho các bạn xem qua cho biết. Như Việt Thảo nhắc lại, có những bạn chưa từng đi phi cơ, coi cho biết cái cảnh bên dưới khi phi cơ cất cánh như thế nào. Hay là các bạn đã đi rồi nhưng mà chưa cất cánh từ phi trường John Wayne, hay đã cất cánh mà ngồi bên phía phải chẳng hạn, cho nên ngồi phía trái. Mà nhiều khi mà cất cánh đi từ phi trường John Wayne mà gặp trong những cái lúc mà thời tiết nó không rõ, cũng không đẹp nhá. Thì mỗi một chuyến bay, mỗi một lần cất cánh đều có những vị trí tương đối là khác nhau, mặc dù xuất phát từ cùng một phi đạo ở John Wayne. Ok, mong các bạn vui với những ảnh vừa qua, và nếu có dịp sẽ thu hình những cái hình ảnh khác nữa để cho các bạn mình xem nhé. Thank you and I love you. Oh, các bạn nhớ nha, nhớ subscribe, tức là đăng ký, để cho khi nào Việt Thảo có cái video clip mới thì các bạn được báo mà biết nhé. Có nhiều bạn nói Việt Thảo là đăng ký rồi hay là subscribe rồi, mình quay click vô trong cái chuông nữa, cái đó Việt Thảo chưa làm, tại đó không biết, các bạn thử tìm hiểu nha. Alright, thank you and I love you. Các bạn ơi, nhìn ngay góc này, đây, right here, yeah, chỗ này. Ngay cái góc này các bạn thấy cái dấu không? Chữ subscribe màu đỏ hay là chữ đăng ký bằng tiếng Việt. Các bạn chỉ cần click con chuột vào đó, nhấp con chuột vào chỗ đó, ngang, thì lập tức nó sẽ chuyển bạn đến một cái trang nhà của Việt Thảo. Đó là channel YouTube của Việt Thảo nha. Ở nơi đó có cái chữ subscribe hay là đăng ký bằng tiếng Việt. Bạn nhấp con chuột vào đó hay là click vào đó thì lập tức coi như bạn đã đăng ký xong. Để làm gì? Để khi tất cả những video clip, chương trình chuyển bên lề hay cái gì của Việt Thảo khi mà đăng lên trên YouTube, lập tức nó sẽ báo cho bạn biết ngay. Có thể qua điện thoại, qua email hay ngay trong cái channel YouTube của bạn để biết rằng MC Việt Thảo vừa post lên một cái video clip mới để cho bạn coi. Bạn khỏi cần phải chờ đợi tìm hiểu gì cả nhé. Các bạn nhất là các bạn đang xem những chuyển bên lề của Việt Thảo trên Facebook, là trên Facebook, nhiều khi các bạn không có biết là nó ở trên YouTube. Cho nên các bạn muốn vào xem chuyện bên lề hay những video clip khác của Việt Thảo trên channel YouTube của Việt Thảo, các bạn vào địa chỉ youtube.com/mcvietthao là các bạn có tất cả những cái gì các bạn muốn coi về Việt Thảo. Không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm, chỉ cần click vào cái subscribe right here. Yeah, ngay chỗ này, nghe cái dấu đỏ đó hay là đăng ký thì các bạn lập tức coi như hưởng được cái chế độ, cái quyền lợi của bạn là tất cả những cái gì Việt Thảo post lên là các bạn đều được báo ngay. Ok, đến với channel Việt Thảo youtube.com/mcvietthao để coi hết tất cả những cái gì của Việt Thảo post lên cho mọi người cùng xem. Và click vào subscribe hay là đăng ký nha, ngay cái dấu đỏ này, ngay chỗ này đó, thì nó sẽ đưa vào trang nhà của Việt Thảo để các bạn có cái dấu subscribe khác hay đăng ký khác, click vào đó để chi, để các bạn có cái quyền lợi được thông báo khi có những video clip mới của Việt Thảo. Nhớ nghe các bạn, Việt Thảo sẽ post cái video clip này giới thiệu về cái subscribe hay đăng ký này mỗi ngày trên Facebook để cho những bạn nào chưa có dịp và chưa biết đến để subscribe hay là đăng ký để hưởng được cái quyền lợi đó. Ok, thank you and I love you. Nhớ subscribe hay là đăng ký right here. Yes, cái nút đỏ nhỏ xíu thấy không? Đây, yes, right here. Ok. Mua.